Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bạn đường số tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo sát hạch lái xe được xem là một trong những khâu quan trọng đối với việc giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác đào tạo sát hạch lái xe luôn được Lào Cai đặc biệt quan tâm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, mỗi năm đào tạo hàng nghìn lái xe các hạng. Để nâng cao công tác đào tạo lái xe, ngoài quy định do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, các trung tâm cũng luôn chủ động trong việc quản lý, siết chặt thời gian học tập của học viên và trình độ của giáo viên. Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu học lái xe tăng cao của người dân, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Lào Cai đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng ở tất cả các chương trình nội dung, trong đó chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Ngoài việc áp dụng triệt để chương trình học theo quy chuẩn của Tổng cục Việt Nam, trung tâm luôn khuyến khích giáo viên tìm tòi, sáng tạo và áp dụng những sáng kiến kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy. Khu phòng thi lý thuyết được xây dựng khang trang hiện đại, có hệ thống giám sát bằng camera, đảm bảo tính minh bạch. Bãi xa hình có đầy đủ các dạng địa hình theo giáo án chuẩn, diện tích rộng, cho phép nhiều xe có thể luyện tập sát hạch cùng một lúc. Bên cạnh việc kết hợp giữa các bài giảng lý thuyết và thực hành, trung tâm còn tổ chức cho các học viên lái xe ô tô đi thực tế để làm quen trên những đường phố trong nội thị, trên đại lộ, các cung đường miền núi khó khăn, phức tạp nhằm nâng cao kỹ năng cách xử lý các tình huống gặp phải trên đường. Ngoài ra, trung tâm còn mở các lớp học tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông để giáo dục đạo đức và nâng cao ý thức cho người lái xe, đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành tốt, có tư cách đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt là ý thức thực hiện văn hóa giao thông. Mới đầu là định đi học ấy, nhưng mà được biết là một số các bạn đã học trước đấy, giới thiệu vào đây học. Là học ở đây là các thầy nhiệt tình dạy này và trang thiết bị đầy đủ này, và được học bài bản để sau này là đi ra cho cái cuộc sống của mình để vận hành trên cái đường trường ấy, thì là cho nên là chọn nơi này để học ạ. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trung tâm còn chú trọng đầu tư đổi mới phương tiện, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017-2018, trung tâm đã đầu tư gần 10 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp sân tập, sân sát hạch, thay thế, mua sắm thêm xe sát hạch hạng B2, B1, số tự động, tạo thuận lợi cho cán bộ, giáo viên và học viên trong quá trình học tập và ôn luyện. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đào tạo, trung tâm tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy, cập nhật và áp dụng các phương pháp khoa học, công nghệ tiên tiến vào giảng dạy, tăng thời gian thực hành lái xe, chú trọng giáo dục đào tạo học viên một cách toàn diện, đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành tốt, có tư cách đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật. Dừng cho đúng vị trí. Khi đến đây học thì mình cảm thấy là rất là yên tâm, bởi vì là nhà trường đã tạo điều kiện rất là tối đa về việc học lý thuyết cũng như là học thực hành. Cán bộ công chức thì được tạo điều kiện về thời gian, ví dụ như là có thể học ngoài giờ đi làm vào những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, nhưng mà vẫn đảm bảo cái thời gian lên lớp là đầy đủ, không được bớt đi ạ. Như vậy thì học viên thì được trang bị đầy đủ những kiến thức về cả lý thuyết và khi mà đi thực hành ấy thì là rất là tốt ạ. Đặc biệt là quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như là cái nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Qua các hàng tháng thì trung tâm chúng tôi luôn luôn là tổ chức các cái kỳ sinh hoạt chuyên môn, rồi luôn tổ chức các cái kỳ hội giảng. Trong cái quá trình đào tạo thì chúng tôi cũng luôn bám sát các cái thông tư hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ cũng như là Tổng cục Dạy nghề về công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Với mục tiêu giảm tai nạn giao thông bền vững trên cả 3 tiêu chí, ngành giao thông tỉnh Lào Cai luôn chú trọng công tác quản lý đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, góp phần đưa hoạt động đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đi vào thực chất, hoạt động hiệu quả và đạt chất lượng. Trong đó, việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi quá trình nhằm minh bạch hóa các khâu, tạo ra môi trường bình đẳng, học tập đi đúng thực chất với các học viên. Với phương châm học thật, thi thật, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới, Công ty Cổ phần Vận tải Lào Cai trong những năm qua luôn là một địa chỉ tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh khi có nhu cầu học lái xe. Anh Phạm Tuân, kỹ thuật viên giám sát tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới Lào Cai cho biết, mô hình sát hạch lái xe tự động được vận hành để công khai quá trình và kết quả sát hạch lái xe nhằm ngăn chặn việc thi hộ, đánh cháo thí sinh. Các dữ liệu về thí sinh tham gia thi sát hạch cũng được lưu trữ lâu dài nhằm phục vụ quá trình hậu kiểm.
công việc của chúng tôi là liên quan đến trực tiếp về thiết bị chấm điểm trên xe. Đầu tiên là thứ nhất là báo chính xác bài thi cho học viên, thứ hai là tránh hạn chế mức thấp nhất các lỗi thiết bị xảy ra trong quá trình tập và huấn luyện. Thứ hai là trước khi mỗi kỳ thi chúng tôi đều có dừng xe kiểm tra từ sân rồi đến thiết bị, kiểm tra lại các điểm trên sân có thể là động nước hoặc là có thể là thiết bị có bị làm sao không, hoặc là từ cao su có thể bật lên không, thì chúng tôi sẽ kiểm tra sức công thi. Công ty cổ phần vận tải Lào Cai hiện đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo sát hạch lái xe ô tô các hạng B1, B2 và C với khoảng 1.500 lượt học viên được đào tạo mỗi năm. Những năm qua, trung tâm đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, sân bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật. Trung tâm còn đầu tư lắp đặt hệ thống chấm điểm tự động trên sân và xe ô tô, lắp đặt hệ thống camera, thiết bị lưu trữ hình ảnh, âm thanh trên ô tô sát hạch, kết nối với các màn hình theo dõi để công khai quá trình và kết quả sát hạch lái xe nhằm ngăn chặn tình trạng thi thay, thi hộ. Thông qua hệ thống, tất cả các thông tin về lộ trình hay các lỗi sẽ được thông báo trực tiếp và công khai để học viên tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm. Kết quả thi của thí sinh sẽ được cập nhật về phòng điều hành trung tâm để theo dõi và lưu trữ. Trung tâm luôn xác định phải nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý chặt chẽ học viên, đảm bảo khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên sẽ có đầy đủ kỹ năng lái xe an toàn. Để nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên thì cái khâu đầu tiên là chúng tôi là rất chú ý đấy là nâng cao kỹ năng cho người lái xe. Sau khi mà học xong ấy, thì là người ta học viên có thể là tự điều khiển xe của mình. Hàng năm chúng tôi cũng có cái bổ sung để nâng cao cái phương tiện dạy học, đấy như là đầu tư xe tập lái hoặc đầu tư xe sát hạch, có các cái màn hình để theo dõi người học, người ta cũng biết được là mình đang mắc những lỗi gì để có điều chỉnh. Thế còn học viên người ta cũng đã được quan sát cái bài thi của bạn để người ta đánh giá được cái mức độ đi của bài. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo và sát hạch cấp phép lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường vai trò quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe thực hiện đúng đủ nội dung chương trình đào tạo, phối hợp với các đơn vị liên quan, yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm túc các kỳ thi cấp chứng chỉ nghề theo quy định, tổ chức giám sát các kỳ thi này, tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác sát hạch, đảm bảo quy trình công khai, khách quan trong từng khâu. Tổ chức giám sát đột xuất, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện vi phạm tiêu cực trong sát hạch, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho mỗi cán bộ, giáo viên tại các cơ sở đào tạo, với mục tiêu đào tạo đội ngũ lái xe có tay nghề cao, có đạo đức nghề nghiệp và văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tình huống hướng dẫn an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn khi đi cạnh xe container. Một, tránh đi vào điểm mù của xe container, không đi song song hoặc trước đầu xe container. 1/3 số vụ tai nạn xảy ra là do xe hơi ở một trong 4 vị trí điểm mù như trên. Do đó, khi lưu thông cùng xe container, hãy đảm bảo tài xế có thể nhìn thấy bạn qua gương. 2. Thận trọng khi vượt qua xe container. Hãy vượt bên trái xe để có tầm quan sát rộng và duy trì một tốc độ phù hợp. Không được tạt đầu xe container, tránh trường hợp lái xe phanh gấp gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. 3. Không chạy quá gần xe container, giữ một khoảng cách phù hợp để tránh những sự cố bất ngờ. 4. Chiều khoảng trống giữa xe container và vỉa hè. Khi quan sát thấy xe container chuẩn bị rẽ, bạn đừng vội chạy vào khu vực nguy hiểm này. Bạn có thể gặp tai nạn hoặc mắc kẹt giữa xe container và lề đường. Luôn nhường xe container, đặc biệt là khi lên dốc hoặc vào cua. 5. Để chế độ đèn tốt khi bạn cách xe container khoảng 10m. Ánh sáng từ đèn pha có thể phản chiếu qua gương chiếu hậu làm lóa mắt tài xế. 6. Bật đèn tín hiệu ít nhất 3 giây trước khi chuyển hướng. Khi chạy với tốc độ cao, bạn phải báo hiệu sớm hơn nữa. Các bạn hãy chú ý những nguyên tắc trên khi lưu thông trên đường cùng với những chiếc xe container. Chuyên mục Bạn Đường của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.